Iraq đang nỗ lực hồi phục lại ngành công nghiệp điện ảnh của mình sau một thời gian mọi hoạt động bị tê liệt vì chiến tranh. Tháng 10 sắp tới, Iraq dự định mở cửa cụm rạp chiếu phim quy mô lớn nhất tại nước này. Lần đầu tiên kể từ năm 1982, rạp chiếu phim trở lại với người dân Iraq. Tòa nhà Basra Times Square ở đây sẽ là nơi có cụm rạp chiếu phim lớn nhất nước này. Dự án Basra Times Square có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, bao gồm trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí và bảy rạp chiếu phim theo Iraq đầu tư hơn 160 triệu đô la Mỹ vào cụm rạp Basra Times Square khi dự định khai trương vào tháng 10 năm 2014. Nhiều đạo diễn và hãng phim đã rộp rệt khởi động cho các dự án để kịp ra mắt vào đúng dịp này. Rạp chiếu phim và các rạp hát rất quan trọng đối với đời sống tinh thần của Iraq. Mọi người trong ngành đều đang nỗ lực phục hồi lại nền điện ảnh của nước mình. Hy vọng trong thời gian tới, điện ảnh sẽ quay trở lại hoàng kim như những năm 1970, mặc dù lúc đó điện ảnh chủ yếu hoạt động như một công cụ tuyên truyền ba face của ông Saddam Hussein. Nhưng từ năm 2003, khi Mỹ tấn công vào Iraq thì mọi chuyện lại đi xuống thấy rõ. Các hãng phim bị phá hủy và tất cả rạp phim, rạp hát đều đóng cửa.